Đây, hướng dẫn anh em thay cái motor bánh xe cho em EcoVac T10. Em này là phiên bản T10 Omni. Thì khi mà nhìn vào bên trong của em này thì nó vẫn bị một cái thiết kế. Đấy là hệ thống bánh xe, nó vẫn là dùng bánh xe chổi than giống như trên các cái model T5, T8, T9. Nên là một thời gian là cái muội than của bánh xe nó sẽ bị nóng, nó sẽ bị chảy ra ngoài. Như em này là bị nóng. Và anh khách thì có bảo là hỗ trợ thay luôn cả hai bên luôn, tiện mất công tháo mở ra. Thì đây mọi người nhìn thấy đấy, cái bánh xe một thời gian nó bị muội than, nó bị chảy ra. Thì bây giờ sẽ hàn để gỡ cái motor này ra, sau đấy là sẽ thay một cái motor mới vào để thay thế cho vị trí cái motor này. Cái cụm bánh xe của con này thì nó có một cái vấn đề, đây là khi mà chúng ta mở ra hệ thống dây điện nó rất là dày đặc ở trong khu vực này. Tại vì là nó sẽ đưa tín hiệu từ chỗ sạc pin là một này, từ chỗ hệ thống động cơ bộ lau là hai này, nên là cái hệ thống rất là nhiều cái dây dợ lằng nhằng. Đặc biệt cái bánh phía bên tay, như bên này mình nhìn là bên tay trái, nó còn nhiều dây điện hơn nữa. Đây, nhìn dây điện dây dợ rất là lằng nhằng. Bây giờ nó sẽ tháo bên trong ra. Có một con gọi là cảm biến tốc độ bánh xe. Mọi người sẽ lấy cái nhíp, mọi người khẽ đưa vào và đẩy sâu bên trong để bậy lên, tránh nó bị cong bị gãy. Tháo hết vít của cái hệ thống bánh xe này ra. Nếu thế thì như em này thì có thể thấy là cái lượng mỡ mà EcoVac cho vào có vẻ nó hơi ít hơn so với những model khác. Như các cái series như là T5, T8 thì bên trong mỡ được tra là khá là nhiều. Còn như em này thì khá là rất là gần như là rất là ít. Chỉ mỗi cái khu vực mà bánh xe động cơ bánh xe to là được cho vào thôi. Còn lại những cái khu vực khác thì gần như không có. Thì bây giờ sẽ thay cái động cơ này. Đây, mũi than nó bám vào này. Mũi than nó bám vào nó chạy ra. Đấy, thì như cái bánh này thì hiện tại bây giờ thì khi nó chạy một lúc nó nóng lên, nó mới bắt đầu nó phát sinh vấn đề là bánh nó không quay và nó báo lỗi. Còn khi mà nó để mình để một lúc nó nguội thì lúc đấy nó đã chạy được bình thường. Đấy, bây giờ sẽ đưa một cái động cơ mới vào. Xong rồi nó sẽ bắt ốc siết xong hàn lại dây lại. Và cái quan trọng nhất của cái việc lắp đặt như này là đi lại dây làm sao cho nó giống như là từ hãng ra. Thì tất cả những cái chi tiết, cái bước đi lại dây thì đều được quay và ghi lại để khi lắp đặt thì nó sẽ về hiện trạng là chuẩn nhất. Đây chúng ta sẽ nhìn qua một chút về main mạch của em này. Em này thì T10, series T10 trên series X1 thì nó sẽ có một cái hệ thống main chuyên để xử lý các chương trình, và nó được cách nhiệt bằng một cái lớp đồng như này, cách nhiệt bằng cái lớp đồng ở phía cạnh như này, cho nên là cái việc tản nhiệt nó sẽ rất là tốt. Còn những cái dòng model đời cũ thì nó sẽ đều gọi là chip để hở ra ngoài và tản nhiệt vào không khí. Như em này thì có một nguyên một cái miếng đồng vàng để có thể tản nhiệt ra. Còn ở phần dưới này là cái phần mà động cơ của bộ phận lau. Đây dây điện này, cái nguồn vào rất là lớn. Và khi mà mọi người tháo, mọi người lắp thì mọi người nên lưu ý là những cái dây điện này chúng ta sẽ phải sắp xếp và nhớ những cái giác cắm ở đâu. Chứ khi mà rút ra mà không cắm được thì lúc đấy là cũng rất mệt. Tại vì là các cái model này thì nó sẽ có một vài cái chân nó sẽ hơi hơi giống giống nhau một chút. Và đặc biệt là khi mà xử lý thì sẽ xử lý xong bên này, xong từng bên một, dứt khoát từng bên một, chứ nếu mà tháo bung cả hai cái ra cũng được, nhưng mà khi mà lắp đặt lại thì nó sẽ bị lằng nhằng, sẽ bị hơi lâu hơn. Đây, bên còn lại thì là bên này, tí nữa mình cũng sẽ nốt vào. Bây giờ sẽ hàn lại dây vào hoặc là coi như xong một bên. Khi hàn thì chúng ta cũng phải cần lưu ý, đây là chắc chắn là phải đúng cực rồi, không đúng cực thì bánh không thể lắp vào được. Ok, vậy là đã hàn và xử lý xong một cái bên motor bánh xe của em EcoVac T10 Omni. Bây giờ chỉ còn lắp đặt này, lắp trục chốt này, sau đấy là cái mũ chủ bên trên và đi lại dây.
Mặc dù T10 thì nó đã được cải tiến một cái rất là quan trọng, đấy là cái hệ thống bánh xe những cái dòng khác ấy, như series T5, T8 hay bị mòn, đặc biệt đến bây giờ T8 nó bắt đầu bị mòn như này, thì chúng ta có giải pháp là đi thay lốp được. Nếu mà những cái bánh nó bị mòn quá thì có thể thay được cái lốp xe kiểu kiểu như này. Còn như em T10 thì mặc dù là lốp nó đã khá là dày và chắc chắn, nhưng mà nó vẫn bị một cái, đấy là cái hệ thống bánh xe nó vẫn là động cơ chổi than, và nó gần như là một trong những cái mà điểm yếu của hệ thống bánh xe của trên EcoVac. Như em này cũng thế này, đây là em T8 AV dùng một thời gian rồi, lốp gần như là không còn cao su bám dính ở trên bề mặt sàn, gần như không còn cao su, và như thế này chắc chắn là phải thay lốp rồi. Sẽ quay trở lại, bây giờ sẽ có một cái lưu ý là nó sẽ có một cái cảm biến bánh xe ở trên đây để có thể là đẩy được cái một cái cò để có thể đẩy được cái bánh xe xuống để nó ép xuống bề mặt sàn. Thì bây giờ sau khi mà đã ấn vào xong thì công việc còn lại là chỉnh trang lại, lắp đặt xong đi dây. Thế đã hoàn thiện xong một bên bánh xe của em EcoVac T10 Omi. Hay còn bên bánh còn lại thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi, tháo hết xung quanh bánh, gỡ dây ra, sau đấy là thay một cái động cơ mới vào cái vị trí này và lắp đặt lại, thế là xong.